Hơn 1.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu vừa được đội cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu phát hiện bắt quả tang khi đang trong quá trình giao nhận hàng để mang về bán lại cho các cửa hàng ở trung tâm thành phố. Theo đó, vào tối ngày 22 tháng 12, các trinh sát của đội cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đang tuần tra tại khu vực ngã ba giao giữa Mê Linh và Nguyễn Lương Bằng thuộc địa bàn phường Hòa Hiệp Nam, phát hiện Vũ Tuấn Huy, 44 tuổi, trú xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, đang bốc 4 thùng cắt tông có dấu hiệu khả nghi. Kiểm tra nhanh, công an quận phát hiện bên ngoài được ngụy trang là thùng bánh kẹo, nhưng thực chất bên trong là 1.280 túi thuốc lá ngoại nhập lậu, hiệu Jet. Qua làm việc, Huy khai nhận, số thuốc lá lậu trên lấy từ một bạn hàng ở phía Bắc không rõ lai lịch, mua về Đà Nẵng để bán lại cho các cửa hàng dịp Tết sắp tới. Hiện đội cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu đã lập biên bản vi phạm, tịch thu toàn bộ số thuốc lá lậu nói trên để xác minh làm rõ.